Như các bạn thấy đèn pha hiện nay đã có hiện tượng ố vàng. Hôm nay tôi sẽ dùng thử nghiệm sử dụng kem đánh răng để làm sạch vết ố vàng này. Đầu tiên chúng ta làm sạch khô. Bước này làm sạch bụi thôi ạ. Tiếp theo ta sẽ phủ một lớp kem đánh răng lên. Kem đánh răng này loại thường và không có các cái hạt lâm trắng kèm theo các bạn. Nếu như có các cái hạt nhựa, vi nhựa có thể làm xước đen. Tiếp theo tôi sẽ sử dụng cái bàn chải này chà đều. Các bạn nhớ tra thật đều và kỹ. Tiếp theo ta sẽ dùng khăn sạch lau lại một lần. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng nước nhúng rửa sạch.
Tuy không được như kỳ vọng nhưng mà đồ cái ủ vàng đã được cải thiện một, đèn đã có sáng hơn. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.